Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân cầu lông Phú Thuận tại quận 7 các bạn. Thì tuần này rảnh rỗi nên mình tham gia một cái giải đơn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh để mà vừa cọ sát cũng như là vừa nâng cao tay nghề các bạn ơi. Dân cầu lông phong trào mà, thấy có giải thì đăng ký đi thôi. Thì thật là tình cờ là lần đầu tiên mình cũng tham gia giải ở một cái sân mới các bạn. Sân này rất là mới ha. Mới ở đây đó là mới xây, và thứ nhất đó là lần đầu tiên mình đánh ở sân này luôn. Và mình thấy là sân này rất là thoáng, rộng và đẹp các bạn. Nó thiết kế theo kiểu là mỗi bên sẽ có 8 sân và sẽ có tổng cộng ở đây là 16 sân nha các bạn. Rất là rộng luôn, nên là các bạn sẽ yên tâm về cái việc mà gọi là thời tiết nóng nảy hay gì đó thì vào sân này cũng rất là thoáng nha anh em. Giải này của chúng ta là chỉ tổ chức đơn thôi. Sáng giờ là thấy trong cái barem, trong cái điều lệ đăng ký là có cả đơn với cả đôi, nhưng mà hầu như là sáng giờ không thấy đánh đôi. Các bạn đăng ký là chỉ đăng ký đánh đơn thôi các bạn. Những cái giải giống vậy là nơi rất là tốt để mà ví dụ như những anh em nào mà kiểu như muốn trải nghiệm hay là muốn nâng cao cái trình độ thì mình đi đánh mình trải nghiệm cũng được. Đó, thắng thua gì đó nhưng mà cứ ra giải đi đã để mà cải thiện tâm lý thi đấu rồi này kia gì đó, rất là tốt luôn. Rồi bây giờ là các lượt trận đầu tiên các bạn. Thì phía xa xa áo hồng kia là cô em Kai ha, chơi chung luôn cái nhóm của mình luôn các bạn. Thì đồng loạt sẽ đánh vòng 1 hết luôn, và vòng 1 của mình cũng chuẩn bị vào luôn các bạn ơi. Bây giờ là mình đi khởi động rồi mình vào luôn nha. May mắn cho mình đó là vòng 1 của mình đó là gặp một cô em kia ha, gặp một bạn kia cũng trẻ tuổi các bạn, nên là nói chung là đủ để qua được vòng 1 rồi, cũng may mắn ha. Tại vì anh em biết sao không? Buổi sáng á là rất là mệt nha các bạn. Buổi sáng á là cái đồng hồ sinh học của mình nó không có đúng theo cái cách đánh của mình á. Bình thường là mình đánh buổi chiều tối không à các bạn. Chứ buổi sáng mà đánh với cái cường độ căng ngay 1-2 trận đầu luôn á thì nói chung là mình chịu không có nổi. Già rồi các bạn à. Rồi ok, bắt vòng 1 rồi các bạn ơi. Các sân còn lại là chuẩn bị vào vòng 2 luôn các bạn. Thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 15 phút để chuẩn bị để bước vào vòng 2 nha các bạn. Thì nghe nói vòng 2 của mình đó là mình gặp anh Phạm Bá Linh các bạn. Nói chung anh này là anh cũng đánh đơn rất là nhiều lần rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu là nghe thấy oải rồi đó. Tại vì mình có biết cái anh này, trước đây là cái giải BT Sport vào năm 2020 thì phải, thì anh đã giành được cái thứ hạng rất là cao và anh cũng đi đánh đơn, đánh phong trào đôi nam nữ rất là nhiều các bạn ơi. Nên là mình nghe cái tên ảnh là mình cũng biết ha. Mình cũng thấy oải trong người rồi đó. Nhưng mà thôi, vô là cứ chiến hết mình nha anh em. Anh này ảnh đánh đôi nam nữ rất là tốt nha, nên là thành ra các bạn có thể thấy là những cái pha phản tạc nè, rồi pha bao ở hai bên sân á, nói chung là cái bước ngang của ảnh á rất là tốt nha các bạn. Mình chưa có bắt được nhịp của ảnh á, nên là những cái trái mà mình tấn công á, ảnh phạt tạc lại rất là nhiều á, là mình di chuyển rất là mệt mỏi các bạn ơi. Thank you.
May mắn quá các bạn ơi, cuối cùng cũng thắng được ảnh rồi. Nói chung là trận này mình đánh cũng được thôi, tại vì mình cũng hơi mệt các bạn. Thật sự là mà nói là thể lực của mình nó không có được tốt lắm á. Và đánh buổi sáng nữa nên là mình thấy cái trận này mình ăn là cũng nhờ may mắn thôi. Mình vậy thôi chứ trong bụng á là nghĩ là chết rồi. Chắc qua vòng sau mà gặp thêm một đối thủ căng nữa là chắc đi sớm quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình cùng nhau mình lướt qua một cái sân khác để mình coi thử ha. Từ đánh đơn mà đánh hai vòng là thấy phê lắm rồi. Mà chơi hết trong một buổi sáng hoặc là buổi chiều là cực kỳ mệt luôn. Hay quá. Trời ơi, hơi non. Ủa, trời ơi. Cái góc sân chỗ đó nó bị gì á. Rồi ok, bây giờ là tứ kết của mình các bạn. Tứ kết của mình là mình gặp một bạn tên Phước ha. Nói chung á là nhìn các bạn nhìn mình đánh vậy thôi, chứ lúc này là mình đã rất là mệt rồi các bạn. Vừa đánh vừa thở, vừa đánh vừa nhủ trong bụng á là phải cố gắng theo đường cầu á, chứ thực ra là bây giờ là tay chân nó bắt đầu nó mỏi, nó rệu rạo hết rồi. Chung là mình đi giải là chủ yếu là để học hỏi thứ nhất nè, thứ hai á là để mà mình cố gắng mình cải thiện coi bản thân còn thiếu sót những gì á là ok ha. Rồi ok, trận này là thua mất tiêu rồi các bạn ơi, dừng bước ở tứ kết. Nói chung là cũng chưa có hài lòng về cái khả năng của bản thân lắm, nhưng mà dù sao là mình cũng đã biết được là mình thiếu sót ở đâu, và cũng biết được là lần sau nên cải thiện những gì. Và thôi thì bây giờ là mình thua rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ quay tiếp những cái lượt trận nào mà hay cho anh em coi tiếp ha. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem qua trận chung kết nha các bạn. Rồi ok, bây giờ là trận chung kết đơn nam các bạn. Sau khi mình với lại mấy anh em chơi chung tạch hết ráo rồi, còn mỗi anh Hùng sống sót qua tới vòng này các bạn ơi. Thì bây giờ đối thủ của ảnh phía bên xa màn hình á là cô em Phúc, năm nay sinh năm 2006 các bạn, mới có 18 tuổi thôi. Anh Hùng thì cũng lớn tuổi rồi các bạn, nhưng mà còn đam mê lắm. Rồi bắt đầu. Này chúng ta sẽ đổi góc một xíu nha, cho nó lấy được hết sân. Rồi. Nhìn như vậy đường cầu nó sẽ thoáng hơn các bạn. Sân cũng đã tắt hết đèn rồi. Giờ là 12 giờ trưa, sáng giờ đánh liên tục.
Tốt quá. Một đều, một đều. Hay quá. Rồi. Thực ra hồi sáng á, lúc mà mình tạch xong là mình định không có quay nữa luôn á. Tạch xong tính đi về luôn. Nhưng mà kệ, quay lại làm kỷ niệm các bạn ơi. Phúc cũng có đi tập thêm ở các thầy ở Phú Nhuận nữa các bạn. Còn anh Hùng thì kiểu anh đánh vì đam mê thôi các bạn. Trước thì anh tập nhiều quá rồi. Giờ anh đánh vì đam mê thôi. Đánh vì danh dự các bạn. Tập cầu tốt các bạn ơi. Hay. Cầu tốt, cầu tốt, cầu tốt. Giờ là vô tới đây rồi là ai cũng hay hết trơn á. Đó. Thấy không? Phúc là đều nhiều hơn. Đều với Phong. Đó, anh Hùng là anh Phong dạng giống như Phong lao. Bắt đầu chặt nè. Đập nè. Chưa. Thấy không các bạn? Một pha cầu chúng ta rất là dài. Trời ơi. Giải này là chỉ có nhất với nhì thôi. Bình thường á là một số giải khác á là nhất, nhì, rồi có đồng hạng 3, tức là vào tới bán kết á, là sẽ có luôn cả hạng 3 luôn. Nhưng mà giải này không, vào tới chung kết chỉ có nhất và nhì thôi. Có huy chương và tiền thưởng của chúng ta là tiền mặt ha các bạn. Đó, nên là sẽ tăng cái khả năng cạnh tranh. Vào bán kết chưa là gì hết, mà phải vào tới chung kết. Những cái thế mà từ phòng thủ sang công á, xoay rất là nhanh à, xoay cái vai rồi này kia, chuyển cái trạng thái rất là nhanh các bạn. Ôi, trời ơi. Hơi còn luôn. Trời ơi, một pha rất là hay. Hay quá các bạn ơi. À, một pha của chúng ta là phải mấy chục chạm giống vậy nè. Hay. Ừ. Hay. Cô em là cũng mệt rồi các bạn ơi. Cô em là sáng giờ là đánh rất là căng. Ai mà kiểu giống như là đánh mà trận 2-3 trận mà căng á, mà dồn hết trong một buổi sáng là chúng ta sẽ đánh rất là nhiều set cầu ha. Một set là tới 25 điểm. Thành ra là tới giờ là cũng rất là mệt rồi. Nên là sẽ thường là sẽ xảy ra cái hiện tượng chuột rút các bạn. Ok, vẫn còn thi đấu được nha. Chung kết chúng ta vẫn còn. Hay quá. Trời ơi. Để ý một điều không, là cái tay của anh Hùng á, khi mà anh đánh trái cầu á, nó tiếp xúc trái cầu rất là cao à, kể cả trái phong á, tiếp xúc trái cầu ở cái điểm cao nhất luôn. Đây nè. Đó, đập cầu cũng vậy, đập cầu cũng đập ở cái điểm cao nhất, tức là cái vai rồi cái tay, cái cổ tay ra rất là nhanh. Đó, và điểm tiếp xúc cái cầu cao, thành ra lấy cầu đi rất là nhanh, cấm và mạnh nữa các bạn. Phúc thì sau khi mà bị chấn thương ha, bị theo mình thấy là bị căng cơ hay là chuột rút gì đó, thì tốc độ thi đấu là giảm sút nhiều hơn so với lại lúc khoảng nửa set đầu tiên rồi. Trong khi đó là bây giờ anh Hùng anh đang gác 5-6 điểm và đang có ưu thế. Giờ là sẽ cho hai vận động viên nghỉ giữa hiệp xíu các bạn. Hay quá. Câu ngoài, trời ơi. Giải mà tổ chức á, mà nếu mà giãn thời gian ra một xíu á, thì vận động viên sẽ đỡ mệt hơn. Chứ mà dồn hết đánh trong một buổi như này thì hơi căng. Ao. Lực đóng vai trò giống như là then chốt trong mấy cái giải phong trào giống vậy nè. Ở thành phố Hồ Chí Minh á, là trình độ giống như vậy là rất là nhiều nha. Nhiều kinh khủng luôn. Đếm không hết luôn á. Thậm chí là nếu các bạn biết á, thì ở ngoài á, trình độ còn cao hơn nhiều nữa. Nói chung là phải biết lựa giải đánh các bạn. Phía xa là anh Hùng anh có vẻ là thấm mệt rồi các bạn. Phúc thì mệt nhiều hơn. Ai cũng mệt hết. Cái này mà ví dụ như nếu mà tổ chức tốt hơn á, thì hy vọng á, là buổi sáng là đánh 1-2 trận xong rồi cho nghỉ trưa.
đó, cho nghỉ trưa xong rồi chiều rồi đánh tiếp 2-3 trận gì đó. Nói chung là phải giãn giãn ra trong một ngày. Chứ hồi sáng là bắt đầu đánh là lúc 8:30, 9 giờ là bắt đầu đánh lượt trận đầu tiên. Rồi bây giờ là hiện tại là bây giờ là 1 giờ chiều là đánh chung kết. Cái khoảng thời gian nó cực kỳ ngắn mà chúng ta phải đánh từ vòng loại nha, đánh vô tới chung kết luôn là đánh 5 trận, tương đương là 5 x 25 điểm. Đó, rồi hình dung, các bạn thử hình dung đi ha. Rất là nhiều nha, cực kỳ nhiều luôn á. Cái đó là ví dụ như mà gặp những vận động viên mà ngang nữa thì đánh chỉ cần 1 trận thôi là thấy hết binh luôn rồi. Ở đây á, là ai cũng hay hết trơn á, nhưng mà cảm giác như là ai cũng mệt hết rồi, nên là họ đánh không có đúng cái sức của họ lúc mà họ đang khỏe đó. Vô tới đây á, mà ví dụ như cả hai đều mà trong cái tình trạng cực kỳ tốt á, là cái trận cầu của mình nó sẽ hay hơn nhiều. Nhưng mà vô đây á, là kiểu như ai cũng đã mệt hết rồi á. Rồi xong. Đập mạnh quá các bạn ơi. Có nhớ cái rơ mà sủi lưới gắt xong rồi lui về đập mạnh là của ai không? Là của Taufik nè. Bây giờ là có thêm Li Jijie nữa. Li Jijie cũng là sủi lưới cực kỳ gắt xong rồi đối thủ buộc phải nâng cầu lên là lui về đập mạnh. Đó. Cậu còn. Lại một pha rally dài nữa. Trời ơi. Hay. Con. Trời ơi. Hết. Bên kia hay hơn. Rồi, xong. Kết thúc rồi. Chúng ta đã tìm ra được người vô địch và á quân của... Rồi, ảnh là người già nhất của giải luôn. Trời ơi, quá khủng khiếp. Rồi, chúc mừng anh. Yeah. Cảm nghĩ. Cảm nghĩ không nổi nữa, nói hết nổi rồi, mệt rồi. Em cho anh coi cái huy chương thử thôi. Anh không có rờ được nhưng mà cho anh đụng thử thôi nha. Để anh chụp không? Thôi. Con bạc lên. Quá đẹp. Đây huy chương đây. Huy chương này là huy chương vàng đơn nam nha. Rồi còn đây là huy chương bạc. Đó. Rồi ok. Ha. Rồi. Thật ra là chỉ có vô chung kết là mới có miếng thôi. Còn rồi ok, trao giải cho hai nhà vô địch. Ai cũng hay hết á. Rồi ok.